Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã xuất hiện nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình trên, ngành chức năng đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương có dịch, chủ động trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của hộ chăn nuôi trong chủ động phòng bệnh cho vật nuôi, nỗ lực sớm khống chế dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Là hộ chăn nuôi heo lâu năm, chị Lê Thị Như thấy được sự nguy hiểm của dịch tả heo châu Phi nên đã chủ động xây dựng chuồng trại đúng chuẩn, đặc biệt bên ngoài chuồng được bao bọc bằng lưới cước. Theo chị, việc bao bọc bằng lưới bên ngoài chi phí không tốn kém bao nhiêu nhưng ngăn được mầm bệnh theo các vật chủ xâm nhập từ bên ngoài vào chuồng. Thứ nhất là mình không có cho những cái con vật mang mầm bệnh vào chuồng mình, ví dụ như là chó, mèo, gà, vịt, ruồi, muỗi. Đó, nó vào chuồng mình có thể nó mang mầm bệnh từ chuồng khác mang lại chuồng mình. Mình hạn chế được cái đó. Cái thứ hai nữa là người lạ vào cũng không được, người lạ cũng có thể là vật chủ mang mầm bệnh vào chuồng mình nữa. Nhắc đến đợt dịch tả heo châu Phi năm 2019, anh Lê Thanh Nhã không khỏi ngậm ngùi bởi hàng chục con heo gần tới lứa bán phải bị tiêu hủy do dịch bệnh. Năm nay khi nghe địa phương xuất hiện ổ dịch, anh đã chủ động tìm hiểu các nguồn thông tin để phòng ngừa cho đàn heo của mình. Được nghe về cái dịch tả heo châu Phi này thì cán bộ thú y cũng tuyên truyền về các tờ rơi, cũng tiếp xúc được, bây giờ tôi cũng biết được về dịch tả heo châu Phi nó nguy hiểm. Rồi hàng ngày thì người chăn nuôi phải là theo dõi giám sát chặt chẽ số heo mà chỉ báo trong cái thời gian ít nhất 21 ngày. Trường hợp mà cần thiết thì bà con có thể là lấy cái mẫu xét nghiệm và mầm bệnh dịch tả heo châu Phi. Trường hợp mà mình heo mà bị bệnh thì phải khai báo ngay với địa phương rồi cơ quan thú y để áp dụng cái biện pháp phòng chống theo cái quy định. Đến nay trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện trên 50 ổ dịch tả lợn châu Phi, làm hơn 1.700 con heo chết và buộc phải tiêu hủy. Hiện đã có 14 ổ dịch đã qua 21 ngày và 41 ổ dịch chưa qua 21 ngày. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tả lợn châu Phi, nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, các ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng.